Vườn Lê Hoàng Ân xin phép chào cả nhà nha. Hôm nay có một mình ăn quay cho nên không có bạn quay cùng. Mà ngoài sau ăn giờ cả nhà thấy những giờ hoa rất đẹp ha. Hoa rất đẹp luôn. Để ăn quay lại cho cả nhà ngắm. Xa cả nhà thấy quy mô vòi hoa vàng đỏ hốc môn nó nở luôn, nó nở chùm ra luôn, nở hết ra luôn, nở nó chùm. Mấy cái này thì nó nở tới 2-3 tháng mới rụng, nhưng mà anh em ngắm tầm 2 tháng là anh em cắt hoa giữ hoa nha. Còn này là vàng đỏ xưa đó. Thì hôm nay anh quay lên, anh quay cái clip này thứ nhất thì cũng cho cả nhà ngắm hoa, thứ hai thì cũng muốn chia sẻ cho cả nhà một cái kinh nghiệm là cái thời điểm nào như cái chậu mà nó nhỏ quá mà nó nhiều mầm như thế này nè, thì cái thời điểm nào mà mình nên thay ra chậu, thay ra khi nào mà mình thay ra cái chậu lớn á, thay ra cái chậu lớn á, chứ mình phải biết thời điểm khi nào mà mình thay. Đây cả nhà, rồi cho cả nhà ngắm vàng đỏ hốc môn mà cái tác phẩm, coi cả nhà con nó mới nở nè, mới nở sáng qua rồi, có buổi chiều nó mới nở được mấy cái. Anh quay từ xa đó nha, anh quay từ xa cho cả nhà xem. Trời của nó đẹp lắm cả nhà ơi, thiệt luôn á. Đó nè, quay gần cái nhà nè, cái hoa mà ở đây là cả nhà thấy cái hoa này không? Cái hoa này là nó chớp, này nó chớp vàng vô sâu luôn nha, này là gọi là chớp sâu á nha, chứ không phải là lộn xộn nha. Nó chớp sâu luôn á. Đó, cả nhà thấy không, nó đẹp. Trời ơi, anh em thấy cái màu, cả nhà thấy cái màu của nó không? Nó chớp sâu và nó sạch, mà hoa khuôn hoa nó rất là tròn luôn, hoa to nữa nha, hoa to nữa. Mà vòi hoa nó rất là nhiều hoa luôn. Này là tác phẩm tương lai, này là tác phẩm hốc môn thôi, chăm từ những cái cây giống cũng nhỏ mà nó ra cái mầm. Đằng đây có cái hoa nữa nè cả nhà. Đó, vườn hoa Ân thì được cái là hoa chính chủ và hoa đẹp. Vàng đỏ hốc môn này đẹp lắm. Mấy anh em của Ân, mấy anh em trên YouTube cũng ủng hộ Ân nhiều lắm. Mà cả nhà thấy đẹp không? Chớp mà hả? Nó quay xa thôi nè. Chớp mà ở này mà thứ gì chịu nổi cả nhà, thấy cái khung bông nó tròn ấm á, còn quay luôn á. Coi cái vòi hoa nó nè, ăn quay từ từ lên cái vòi hoa cho cả nhà ngắm nè. Đó, quá trời hoa luôn. Cây cơ bản là nó khỏe, cây cơ bản nó khỏe là tự ra hoa thôi, chứ chưa có tác động thêm những cái phân thuốc mà về ra hoa cả nhà, chỉ chăm cây nó khỏe thôi đó. Cái hoa đẹp quá cả nhà ơi, này là nó chớp sâu vô luôn cả nhà, chớp sâu vô luôn á. Nó mặc định hoa rất là tròn, mới nở có 3-4 cái hoa này mà nó nở nhiều cái nó đã lắm. Cho cả nhà ngắm những cái cây bên Ân Trâm nè, những cái cây vàng đỏ xưa rất là đẹp. Bầu rễ thì cả nhà thấy không, cây thì u nu u nần nè, chất lá thì nhìn nó rất là xanh mướt đó, cây nè. Nhưng cái này thì đó, nó to vậy rồi, nó to vậy thôi không, thì mình thay ra chậu lớn thôi. Nhưng mà anh sẽ chia sẻ cái kỹ thuật như thế nào khi nào mình tách ra, không phải là gọi là tách, khi nào mình thay ra cái chậu lớn đó cả nhà, để mình làm cái tác phẩm với lại cho nó xứng với cái cây hơn và làm cho cái cây khi mà thay ra nó sẽ không bị chọc rễ, những cái mầm này nó vẫn phát triển bình thường ha cả nhà ha. Y như cái chậu này nè, anh chia sẻ luôn cho cả nhà luôn ha. Đây là chậu vàng đỏ xưa, hai vòi hoa, hoa cũng mới nở thôi. Đây là chậu vàng đỏ xưa, mà cả nhà thấy cái chậu nó rất là nhỏ không? Cái chậu này nó phi tầm 16-17 thôi, nhưng mà nó ra 2 thân 3 mầm gốc luôn. Nó như vậy thì chưa thay ra được chậu lớn nha cả nhà nha, chưa thay ra được ha. Mình phải đợi, mặc dù là nó rất là nhiều rễ rồi và nó cũng muốn bít chậu luôn rồi, nhưng mà mọi người phải đợi cho ba cái mầm này nó lớn lên, lớn dài lên. Khi nào ba cái mầm này nó lớn dài, nó khỏe, nó ra rễ rồi á, thì mới bắt đầu mình hẳn thay ra ha cả nhà ha. Đó, đây anh cũng có một cái chậu tác phẩm vàng đỏ hốc môn nè. Đó, cả nhà thấy không? Nó quá trời mầm luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mầm và ba thân già, một thân tơ dài, 6 mầm mà cả nhà thấy nó bít chậu luôn nè, nó có rêu luôn á, nó bít chậu luôn á. Bít chậu luôn, nhìn đã lắm.
Cái này nhưng mà tụi con chưa có thay nha cả nhà nha. Cái quan trọng là cái chỗ này nè. Quan trọng là cái chỗ này. Thay vẫn được nhưng mà chắc chắn là nó sẽ bị chọt. Nó sẽ chọt và sẽ bị chọt rải thì cây mầm của mình nó có thể nó đứng ngang luôn. Đó, thì thay vì như vậy anh em cứ để cho nó lớn. Nó lớn dài ra hết đi. Đừng có đụng gì hết. Lớn dài ra hết, những cái mầm ở trên đây đó, nó bắt đầu nó ra rễ. Nó dài ra nha, phải dài ra nữa. Này cái mầm này nó ra rễ nó còn dài lắm cả nhà. Nó dài. Có thể nó dài hơn tới đây luôn đó. Cứ để cho nó dài. Khi mà ra rễ mấy cái mầm này nó ra rễ hết thì mình mới bắt đầu mình thay ra. Mình bóp xung quanh này nè. Mình thay ra cái chậu gỗ hay là cái chậu đá cổ gì đó là mới đúng hợp lý nha cả nhà nha. Còn nó đang phát triển, mầm nó đang lớn hàng ngày vậy mà cả nhà thay ra là sẽ bị chọt và cây có thể nó đứng ngang hoặc là nó không phát triển như bình thường được ha cả nhà ha. Mặc dù là cái chậu đen rất là nhỏ nhưng mà cơ bản là cái bộ rễ của nó rất là khỏe, không có ai mà tác động gì đến nó hết. Bộ rễ nó đang ổn, rất là ổn định ha. Đó, cho nên cả nhà lưu ý giúp ăn, cả nhà lưu ý giúp ăn ha. Bên đây có mấy cây thiên long, thân lá thiên long rất là đẹp. Đó, cho cả nhà ngắm cây ngắm hoa chiều rồi chia sẻ cái kinh nghiệm thay chậu cho cả nhà luôn. Đó, cây thiên long này hai vò hoa luôn cả nhà thấy thiên long không? Thiên long này giá nó cao lắm cả nhà ha, giá nó cao lắm cho nên ăn quay cho cả nhà xem thôi. Anh em nào đã chơi chớp rồi biết về chớp rồi thì anh em biết giá nó cao lắm. Mấy cây thiên long rất là đẹp, bên đây cũng vậy nè. Mấy cây thiên long giống này nó còn ít lắm cả nhà, bên vườn ăn nó đây như thế này là ta thay ra được nè cả nhà thấy cái mầm của nó thắt không. Ở như cái chậu này là thay ra chậu lớn được này cả nhà, để cho đi thắt luôn. Nó đi thắt là bộ rễ nó cũng ở dưới nó cũng khỏe rồi. Thì cái cây này nó hết đi rồi, nó chỉ mập ra thôi. Đó là mình mới bắt đầu mình thay ra là thành cái chậu tác phẩm luôn. Cả nhà thấy không, cây dendro thì chăm nó càng lâu nó càng đẹp, nó càng đẹp, nó càng nhiều thân thì nó càng đẹp, với lại nó xuyên hoa. Dendro này thì nó dễ hoa lắm cả nhà ơi, nó rất là dễ hoa, hoa quanh năm luôn á, chứ nó không có kén mùa. Cứ cây khỏe là ra hoa, cây khỏe là ra hoa cả nhà ha. Rồi hôm nay ăn chiều ăn lên ăn quay hoa với lại ăn cho cả nhà ngắm cây ngắm hoa với lại chia sẻ một ít kinh nghiệm về cái cách mà thời điểm mà thay ra chậu á, chỉ như đó thôi. Mặc dù nó rất là đơn giản nhưng mà đôi khi nhiều anh em cũng chưa biết cách, chưa biết thời điểm á, cho nên ăn muốn chia sẻ đến cho tất cả anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho ăn xin đăng ký kênh nha, để ăn chia sẻ thêm nhiều video hữu ích về dòng dendro chớp cũng như là giả hạt phi đẹp á. Ăn xin chúc cả nhà tất cả mọi người được luôn luôn nhiều sức khỏe và vui vẻ nha. Ăn xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.